cùng ngồi làm những cái điều sái với đạo lý lương thường. Ngày nay Đức Huỳnh Giáo Chủ Ngài ra đời đó, Ngài muốn làm sao cho người ta thấy được việc làm cao cả của một vị Phật đối chúng sanh. Xong rồi đó mình trình bày ra sứ mạng đó, không nói chi. Cái đó là dễ dàng phải không? Lúc đó rồi người ta tin liền ha. Bây giờ ví dụ như cái người mà ta mới vừa ra tiệm vàng, ta đăng cái bảng cara vàng 9990 mà ở trong vàng giả đó quý vị, mình thấy bị lầm phải không? Mà có chỗ thầy nói lựa cho phải cột, phải kèo, phải dai, phải dế, mà theo kẻo lầm ngọc kia ẩn dạng khó tầm. Đó, cho nên ông Tùng ngày xưa ông nghi nan, ông mới dùng cái lời văn ông hỏi thầy. Ông nói tạo quá càng khôn ở một bầu, kính hỏi thăm thầy vậy ở đâu. Cái ông Tùng ông hỏi á, ông hỏi tà càng khôn tạo quá này tôi đã đọc qua kinh sách Nho giáo, tôi biết hết trơn. Chỉ có một bầu vũ trụ càng khôn này thôi, mà tôi không biết ông danh hiệu là gì. Tạo quá càng khôn ở một bầu, kính hỏi thăm thầy vậy ở đâu, sắc ở Tà Lơn hay núi Cấm? Ông hỏi thầy chứ ông nhận cái sắc này ở Tà Lơn hay núi Cấm, ý muốn ám chỉ Tà Lơn á hay núi Cấm, là muốn ám chỉ thử coi coi cái ông chàng bà bóng nào ra đời mà dìu dắt người ta đây. Sắc ở Tà Lơn hay núi Cấm, rồi cán còn khâu mất cất ở đâu? Tần ơi, ông hỏi vậy gặp mình cứ ngặt kéo không biết đường đâu trả lời phải không? Ông hỏi kiểu này là kể như thua rồi. Ông nói trong bầu càn khôn vũ trụ này, ngày xưa ông đọc sách sử, ông biết nhiều lắm, mà thầy không ra đời, không có xưng danh gì trơn, thành ra ông không biết nữa. Tạo quá càn khôn ở một bầu, kính hỏi thăm thầy vậy ở đâu. Hỏi ổng cái nguồn gốc ở đâu, xuất xứ mà đương không ông ra đời tại làng Hòa Hảo. Rồi sắc ở Tà Lơn hay núi Cấm, hỏi hai chỗ, một là Tà Lơn, hai là núi Cấm. Rồi cán còn khâu mất cất ở đâu. Lúc đó đó thầy mới ra đời, thầy bắt đầu và thầy giải đáp liền trong tức khắc cô bác anh chị em. Miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai liền. Thầy ngài trả lời liền, thầy nói cũng biết càng khôn dẫn một bầu, Tây Phương yêu chúng chẳng ngồi lâu. Thầy xuất xứ cái gốc ngài ở Tây Phương Cực Lạc, thị hiện xuống đây chứ không phải là cái bực nào mà ra đời ông chàng bà bóng đâu. Tây Phương yêu chúng chẳng ngồi lâu, có chỗ thầy á cho biết cô bác anh chị em mình còn nhớ không? Bồng Lai điên dại có ngôi, Tây Phương Cực Lạc là khùng ngồi, ngồi tòa sen ở trên trển á. Vậy là bây giờ ở đây thầy đầu tiên là thầy xuất xứ cho ông Tùng biết thầy ở trên Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc mới về đây. Rồi ông mới hỏi câu, ông hỏi sắc ở Tà Lơn hay núi Cấm, thầy mới trả lời là sắc của A Di là Phật Tổ. Sắc của A Di Đà Phật ở bên bển á. Có chỗ nào thầy xuất xứ không cô bác? Có. Thầy nói muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc, Đức Di Đà đã truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh mới ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có ngại, miễn cho đời hiểu rõ đạo màu. Có không cô bác? Rõ ràng. Vậy thì bây giờ đây đó thầy nhận cái sắc chỉ là ông Di Đà Phật Tổ bên kia kìa. A Di Đà nhìn xem khắp cõi đang trông chờ, mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Có không? Vậy thì bây giờ ở đây chính Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài nói mình tu sau này để mình hưởng cái phước của ai đây? Hưởng cái đức của ai đây? Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát chúng ta bà khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo và trọng những ai biết niệm Di Đà, lại dựa kề bể ngọc long sa coi chư quốc tranh giành châu báu. Có không? Vậy thì bây giờ thầy đã trả lời cho biết cái nguồn gốc ngài ở Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc, ngài dâng cái sắc chỉ của ông Phật A Di Đà xuống đây để mà truyền dạy. Cho nên á, hỏi chứ cán còn khâu mất cất ở đâu? Cái cán ở đây còn mà cái khâu nó mất tiêu rồi. Bây giờ thầy ra đời khai đời mở đạo đây mà không biết cái nguồn gốc từ cái đời nào. Thầy mới trả lời, thầy nói bốn chữ xuống trần chứ ở đâu. Hỏi bốn chữ là bốn chữ gì? Bủ Sơn Kỳ Hương là danh hiệu của Đức Phật thầy Tây An ra đời tại ở núi Sam. Lời của người di tịch núi Sam chứ chẳng phải bài điều quyển quạt. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nạc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ giảng dân, nên chẳng kể tâm thần lao khổ. Có không cô bác? Đó là lời của ông Tùng ông hỏi. Đó, rồi ông hỏi thêm. Ông đây ông hỏi biết nguồn gốc, rồi ông hỏi thêm cái nữa. Ông nói tại sao thầy ra đời thời kỳ này? Ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đâu nói thiên cơ, mà tại sao thầy ra đời lại nói thiên cơ?
Ông mới hỏi ông vấn thêm cái nữa, cắt cớ gì đâu khéo vấn dương, đem lời Phật Thánh dám bài tường, thiên cơ bất khả sao ông nói? Tại sao thiên cơ bất khả lậu mà bây giờ ông dám nói thiên cơ thời cuộc? Phật Thánh thần tiên dám bài tường, hôm nay Phật Thánh thần tiên mà ông dám ông bài ra hết trơn cùng một lượt một. Thấy không? Cho nên thầy trả lời, thầy nói gì? Tình nhân lỗi mới vấn dương, thương đời lầm lạc lão bài tường, thiên cơ được lệnh nên ta nói. Bây giờ thầy đã được cái lệnh rồi, phải không? Phật Thánh thần ta mới bài chương, cho nên hôm nay Đức Thầy Ngài đã được cái lệnh rồi. Trong cái bài sứ mạng thầy đã cho biết rồi, trên thì nói Phật Pháp cho kẻ có lòng mộ đạo, quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi cùng chư vị chăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên.